gian đã về, con lên chùa dâng lễ, thành tâm đốt nén hương, noi gương mục kiền liên, xin nguyện làm con tháo, báo đáp ơn sanh thành. Mùa Vu Lan đã về, con lên chùa dâng lễ, cầu xin đấng từ bi cho cha mẹ sống lâu, vui cùng đàn con cháu để trọn nghĩa trước sau. Vong nhân hôm nay là ngày Phật hoan hỷ, là ngày tăng từ tư sau ba tháng an cư, phước đức tròn đầy, câu kinh tiếng kệ hồi hướng cho cứu huyền thật tố nhiều đời này. Mùa Vu Lan đã về, con biển bay mâm lễ, ngủ quả với hương hoa, cùng thập loài chúng sanh để tỏ lòng tưởng nhớ những vong hồn phiêu linh. Để tỏ lòng.